Yeah. Bữa nay chúng tôi đưa bé Kitty đến đây để lễ tạ ơn vì đã tai qua nạn khỏi và cầu xin cho vợ cậu sớm bình phục. Ngoài ra, thật lòng là chúng tôi không biết cách nào khác để có thể bày tỏ lòng thành. Con chào chú ạ. Chú chào Kitty. Con xin lỗi chú. Sau con phải cẩn thận hơn nhé. Vâng. Kitty có thể cho chú ôm một cái được không? Chú cảm ơn Kitty nhá. Chú về anh đừng buồn nhá. Cháu cũng xin lỗi cô chú vì đã khiến cho con gái của cô chú chịu nhiều đau thương. Bài học nhân quả cuối cùng cháu cũng học được. Cháu cũng hy vọng về sau chỉ có những hạt giống lành được gieo xuống. Đây là lá chầu không con nhá. Chầu không này để các cụ ăn dầu đấy. Màu gì đây? Đây là cây. Sắp tới chắc cháu chuyển đi xa, sẽ không ở đây nữa. Không được gần gũi con gái. Có gì nhờ ông bà ngoại chăm nom Kitty giùm cháu ạ. Yên tâm. Cậu yên tâm. Cháu cảm ơn. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Mẹ ơi, đây là cây con với bà nội trồng, trông nó đẹp lắm. Con mang vào đây để mẹ đỡ buồn đấy. Hôm nay con viết bài văn về điều ước của con. Cô cho con 9 điểm rồi cô lại cho con thêm 1 điểm nữa. Cô nói để điều ước của em thành sự thật. Để con đọc cho mẹ nghe nhé. Đã 10 tháng rồi mẹ em chỉ nằm yên trên giường bệnh. Bác sĩ đã nói rằng có thể mẹ em sẽ không tỉnh dậy nữa.
Nhưng bố em nói không đâu, vì em còn ở đây, chắc chắn có lúc mẹ sẽ dậy và nhìn em, vì mẹ yêu em nhất trên đời. Em nhớ mẹ biết bao, nhớ tiếng mẹ khi gọi em, khi nhắc em ăn cơm, uống nước, nhớ khi mẹ nghiêm nghị phê bình, nhớ những câu chuyện mẹ vẫn đọc cho em mỗi đêm. Nhưng giờ mẹ chỉ nằm đó và yên lặng. Em ước ao mẹ sẽ khỏe lại và mỗi sáng lại nắm tay cùng đưa em đến trường. Em ước ao mẹ sẽ lại mỉm cười, vì khi mỉm cười mẹ thật xinh đẹp. Em ước ao mẹ sẽ lại vào bếp nấu những bữa ngon. Và hơn cả, em ước ao mẹ sẽ tỉnh dậy, vì chỉ khi mẹ tỉnh dậy mẹ mới nghe được em nói rằng em yêu mẹ biết nhường nào. Nhưng mà may là giống bố nó đấy, chứ giống mẹ nó cả họ nhà mình mất nhờ đấy. Ôi, thế bà nói nhỏ nhỏ một chút. Bà xin lỗi, bà xin lỗi nhớ. Ôi trời ơi, yêu quá cơ. Yêu quá cơ. Rồi, được chưa? Rồi. Cái tiền ngồi đây đợi chị tí nhá. Vâng. Con ơi, em chọn được xe chưa? Em biết xe này à? Vâng ạ. Thì cũng đẹp mà. Chị ơi, sao chị tốt với em thế? Chị đọc truyện cho em nghe, chị lại còn mua trong chóng cho em nữa. Ngày xưa chị cũng giống em đấy. Lúc đó chị hỏi cô Hà cũng như vậy. Cô bảo là tầm tuổi chị, thứ cô cần nhất là một cái ôm, và cô Hà ôm chị. Thế nên bây giờ chị trao lại cái ôm đó cho em. Chị chia cho em ôm với. Ở đây.